Sáng ngày 21 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày mùng 3 tháng 4 Quý Mão, tại bến sông Hoài, thành phố Hội An, chư tôn đức ban trị sự Phật giáo thành phố Hội An tổ chức hạ thủy bảy đóa sen hồng kính mừng Phật đảng Phật lịch 2567. Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hội An cùng chư tôn đức thường trực ban trị sự Phật giáo thành phố Hội An chứng minh và chỉ đạo thực hiện. Hạ thủy bảy đóa sen hồng trên sông Hoài là một trong những hoạt động thường niên của Ban trị sự Phật giáo thành phố Hội An mỗi dịp Phật đảng, thể hiện tâm thành kính của toàn thể tăng ni Phật tử thành phố. Bảy đóa sen hồng tượng trưng cho bảy bước chân thế tôn thị hiện ở cõi ta bà, thu hút đông đảo Phật tử và khách du lịch Hội An chiêm ngưỡng. Kính mừng Phật đảng Phật lịch 2567, Ban trị sự Phật giáo thành phố Hội An trang trí bảy đóa sen hồng trên sông Hoài Lễ khai mạc tuần lễ Phật đản sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 7 tháng 4 âm lịch tại vườn tượng sông Hoài với sự quan lâm chứng minh tham dự của chư tôn đức ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam.